Hôm nay khoa lễ tạ 100 ngày nghinh thỉnh Phật Thánh xứng giám rằm tháng 7 tháng vô hồn cho bản đền bản điện Ngọc Mỹ Linh Từ Tam Vị Chúa Mường. Khoa lễ cung lễ đàn lễ chuẩn bị đã xong, chuẩn bị vào để cúng cho mọi người xem qua. Quét bụi chưa?